lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi tiếng nước, làm việc nhà, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vân vân, thì chúng ta còn có rất nhiều các phong trào thi đua muốn phát động chúng ta thực hiện rất là tốt. Và tồn tích ấy, đó chính là mỗi ngày công việc hàng ngày chính là nền tảng của công tác thi đua, hay là với bảo tàng mỗi tuần là một câu chuyện hiện vật, hay là bảo tàng mỹ thuật có lẽ là mỗi đơn vị bảo từ bảo tàng lịch sử quốc gia, bảo tàng mỹ thuật, khu di tích phủ chủ tịch, thì các đơn vị đều được đặt cho mình phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Đấy chính là phong trào thi đua gắn với lao động sáng tạo, thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đời sống văn minh, thực hiện tới gần 100 cuộc triển lãm. Chính xác là cho năm nay 74 thì tôi có thể mục tiêu quốc cuộc là 78 cuộc triển lãm lưu động trong nước quốc tế. Và 78 này, ở cuộc này nó có rất nhiều vấn đề, ví dụ như ngay sư tử nó gắn đến cả một cái hoạt động là được hơn 23 người. Thế và với Bảo tàng Hồ Chí Minh là đơn vị thứ hai, tức là nếu mà xét về lượng khách thì hai đơn vị này là đứng đầu cả với gần 1,3 triệu người. Thế và đơn vị thứ ba đó là Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Việt Nam, đường hơi xa, đơn vị duy nhất là Bảo tàng Quốc gia đóng ở sông Sa, lượng khách cũng ít hơn, tôi chỉ có khoảng 1.180.000 người. Thế và đối với Bảo tàng Mỹ thuật là 80.000 lượt khách, còn Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thì đón là 254.000 lượt khách, cũng là con số rất là cao so với nhu cầu của công chúng hiện nay. Thì như vậy là với cái thông tin mà mình nói là các bảo tàng rất là ít khách hiện nay thì nó không chính xác. Quá học thì chúng ta với nhau cả thì giờ tập hợp lần bỏ, nhưng mà về đầu đánh giá chúng, vì là nếu như đánh giá của bảo tàng không thì là như thế thì là được hoặc là hơi già, nhưng mà đánh giá như sáu đơn vị thì đến thêm cái phần đánh giá chúng những cái gì nổi bật, những cái gì nổi trội thì chúng ta cho thêm vào cái phần đánh giá, cho còn cái phần tổng hợp theo cái mức khó không, vì bây giờ ai cũng đọc đâu mà người ta đọc nếu sao là vào cái chỗ một là ưu biết điểm, hai là đánh giá đấy. Thì là triệu thôi, là nó hơi sai số, thì rất là do lỗi kỹ thuật máy vậy. Tức là cơ bản nhất trí có cái ở đây trong cái các cái hoạt động về chuyên môn thì chúng tôi đơn vị viện bảo tàng di tích nó có hơi khác các cái bảo tàng một tí. Thế thì cuối cùng là các hoạt động chuyên môn của viện ấy, trong đấy thì công tác nghiên cứu nó chỉ là một hoạt động thôi, trong đấy có các công tác khác nữa, thì hầu như cái hoạt động chuyên môn của viện đây thì là trong cái công tác nghiên cứu hết cả. Và hoạt động đấy cũng là một hoạt động quan trọng của công tác chuyên môn. Ngoài ra trong cái năm vừa rồi tôi cũng muốn nhấn mạnh là có lẽ là trong cái báo cáo của chúng tôi thì cái việc đấy ở cái công tác tổ chức khác, thì tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm cái việc trọng yếu trong năm vừa rồi là theo yêu cầu của Bộ Văn hóa và các cái viện nghiên cứu là chuyển sang hoạt động theo cái cơ chế tự chủ theo cái qua. Tôi nghĩ là kế thừa cái việc mà chúng ta có những cái báo cáo tổng kết như này thì tất nhiên là báo cáo bây giờ chúng ta sẽ ngắn gọn. Trong đó thì có 5 bảo tàng và 1 trung tâm của di tích. Thì chúng có lẽ là tôi nghĩ là các cái nội dung hoạt động của nó, các bảo tàng của chúng ta thì đều giống nhau. Tuy nhiên là cái việc mà đánh giá được cái sự nổi bật của các cơ quan đơn vị cũng là rất quan trọng. Bởi vì các cái hoạt động chúng ta đều có 6 cái chức năng trong các hoạt động bảo tàng. Nhưng mà mỗi bảo tàng đều được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Và trong cái năm hoạt động đấy, người ta có những cái kết quả thành tích nổi bật. Thì sang cái phần thứ hai thì tôi cũng nói riêng về bảo tàng của tôi, thì là trong năm 2015 thì bảo tàng của tôi cũng rất là nỗ lực, một cái nỗ lực thực sự, và cũng là cái tâm huyết trong ban lãnh đạo, như các chí là được các cái triển lãm cho chỉ đạo của Bộ, thế cũng như là các việc thăm quốc tế, và chúng tôi mở rộng rất các cái
cái phong kế không hợp tác, không chỉ là trong nước và ngoài nước diễn ra rất nhiều buổi triển lãm. Thì cái thành tích công sức mà anh em trong bảo tàng chúng tôi làm rất nhiều, tuy nhiên thì ở cơ quan chúng tôi có chuyện đã biết rồi, nó vẫn cứ xảy ra tình trạng đưa thư, cho nên rất là đáng buồn. Nghĩa ra nếu mà thực sự mà chia sẻ với nhau được thì phải nói rằng thành tích của tôi là rất là đáng ghi nhận, nhưng mà vì trong đó thì có một số anh em cán bộ họ cũng không có thể ý, cho nên nó dẫn đến để đưa thư. Anh chị sau này công việc này anh chỉ tại một nghìn, có thể là em xin có một vài ý kiến là xin được chia sẻ một cái cảm nhận của mình trong thì rất là ngắn gọn, cụ thể, xúc tích. Thế nên là một cái tổng hợp rất là khái quát, nhưng mà các báo cáo của các đơn vị thì có thể nói là những cái báo cáo rất là dày dặn. Cái dày dặn ở đây theo cái cảm nhận của em nó không chỉ đơn giản là cái dày dặn về số trang, mà có thể nói là nó dày dặn về cái khối lượng công việc quá lớn của các bảo tàng trong suốt một năm vừa qua. Có thể nói là một cái khối lượng công việc khổng lồ mà cụm thi đua của chúng ta. Thì chắc chắn là về phía bộ thi đua khen thưởng cũng như là hội đồng thi đua khen thưởng là sẽ trân trọng cái nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong suốt một năm như vậy. Thì với bản thân em thì có thể nói rằng là khi đọc báo cáo thì trong cái phần tổng hợp thì chính anh có thấy hơi thiếu một cái gì đó, thì em tìm mạnh ra đây có một cái phần, thêm một phần nữa là nói rõ các cái sự phối hợp giữa các cái đơn vị trong cụm để chúng ta thúc đẩy các cái hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ, cũng như là cho các đồng chí cán bộ công nhân viên chức có cái điều kiện thăm, có những cái mô hình làm hay, những cái việc tốt của các đơn vị để chúng ta nhân rộng cái điển hình này cho các đơn vị khác, không chỉ trong cụm chúng ta, trong mà có thể trong cả bộ hoặc trong cả toàn quốc. Anh nhắc lại câu chuyện lúc mà anh có đi cờ chuẩn tình là em không biết đâu, bởi vì lúc đấy là anh biết là lúc đấy anh Hải có yêu cầu với đoàn thanh niên và xếp loại các tổ chức đoàn đưa ra để anh đưa ra đảng ủy và hội đồng thi đua. Nên sau này thì tham gia tôi là trưởng khối và làm rất là nhiều việc, và trong đó có các thứ khác như là giao lưu giữa các bảo tàng, thật sự là bị kiểm tra chéo các bảo tàng trên mọi người. Ngồi xuống đây, ngồi sổ cũng được, cũng không đâu. Người ta cần ngồi thôi. Rồi. Sáu là thờ chính phủ. Chuyện là ai khu di tích trước. Tôi được tín nhiệm là bầu trong ban kiểm phiếu chị thì và tôi xin thay mặt cho chị công bố cái kết quả bỏ phiếu, nhất là cái danh hiệu ở chính phủ, số phiếu phát ra là 6 cái và số phiếu thu về là 6. Trên cơ sở kiểm phiếu thì có 6/6 bầu cho bảo tàng văn hóa các dân tộc. Cái danh hiệu suy tôn cờ thi đua xuất sắc của bộ cũng số phiếu phát ra là 6, số phiếu thu về là 6,
có 4 đơn vị được chọn là khu di tích Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch, bảo tàng Hồ Chí Minh, bảo tàng lịch sử quốc gia và viện bảo tồn di tích. Trong đó thì chúng tôi qua kiểm phiếu thì có 6/6 phiếu bầu cho khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh, tức là 100% số phiếu mới bầu. Và hai là bảo tàng lịch sử quốc gia cũng có 6/6 phiếu bầu cho. Giả soát lại toàn bộ những cái lỗi sai, tức là mới đầu khi trưng bày thì bảo tàng đã có cái trải nghiệm 2 ngày hôm nay là khoảng 2.000. Thực ra ban đầu thì cục hợp tác quốc tế cũng có làm cái giả soát thì có khoảng 25 lỗi. Thank you.
kính thưa quý vị và hát múa bông hoa trắng sáng tác lưu. Kính thưa quý vị, đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội văn hóa trà, văn hóa ASEAN được diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, từ lâu nghệ thuật thưởng thức triệu sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý. Về phía đại biểu Trung ương, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Tài, Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Tạ Minh Châu, Nguyên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Lào. Về phía đại biểu quốc tế, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Ramat Chanhiria, Chủ tịch Hiệp hội Chè Nga. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu bà Ven Hia Sung, Chủ tịch Ủy ban Chè Hàn Quốc. Chúng tôi cũng xin được chân thành chào đón các đoàn quốc tế đến từ đoàn Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Brunei và Indonesia. Đồng chí Nhữ Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, xin được trân trọng giới thiệu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Thái Hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban tổ chức Festival Trà Thái Nguyên lần 3 năm 2015. Về phía đại biểu khách mời, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu nhà báo nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng. Kính thưa quý vị, cùng sự hiện diện của đông đảo của toàn thể quý vị đại biểu khách quý, khán giả, thưa toàn thể bà con nhân dân, lời đầu tiên thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể quý khán giả lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc